Trà là đồ uống vô cùng quen thuộc và đóng vai trò quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Từ ngàn xưa, người Việt đã quen với phong tục uống chén chè tươi hái từ những rừng chè xanh um trên núi cao ngút ngàn. Qua nhiều năm lịch sử, văn hóa trà Việt đã tạo nên những phong cách đặc thù của riêng mình. Nói về văn hóa trà của Việt Nam thì thực sự nó là một cái mảng vô cùng là rộng lớn và có chiều sâu. Ngày xưa Khổng Tử có viết những cái bài rất là hay dạy cho học trò của mình, nó là gì ạ? Người Lạc Việt thì là ăn bằng miệng, uống bằng mũi. Tức là gì? Đấy là nói về cái văn hóa thủy thực của Việt Nam. Thế nên là sau đó thì người Trung Quốc họ bắt đầu là thấy rằng là cái cây trà rất là hay và họ đã phát huy cái giá trị dinh dưỡng cũng như là cái giá trị sử dụng trong cây trà. Vì vậy nên là rất là phát triển cho đến ngày nay. Còn đối với người Việt Nam của chúng ta thì đôi khi trà nó gần gũi với chúng ta quá. Đúng ạ, người nông dân cũng có thể dùng trà được, có thể uống ở trên đồng ruộng được, có thể uống ở dưới cái cây gạo được. Đúng ạ, rồi là những vị vua, quan, tăng, ni, sĩ đều có thể dùng trà. Nên là nó gần gũi quá. Và khi nó quá gần gũi thì chúng ta bỏ quên mất và chúng ta nghĩ rằng là nó không có giá trị nhiều. Phong tục uống trà và sự phát triển của cây chè Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển dân tộc. Ngày xưa, trà chỉ được dùng trong tầng lớp quyền quý, cao sang. Tác phong mời trà một cách cung kính, nâng tách trà tỏ rõ sự thanh tao, lịch lãm. Ngày nay, mời uống trà là biểu hiện đầu tiên của lòng hiếu khách trong mọi gia đình người Việt. Đằng sau tách trà nóng là biết bao câu chuyện được thổ lộ, từ những việc hệ trọng cho đến bình dân gần gũi nhất. Khi mà nghiên cứu về văn hóa trà đạo ấy, thì thấy rằng văn hóa trà đạo của Việt Nam hay quá. Nó giúp cho các con, các cháu có một cái cầu nối đối với những người ông, người bà. Và từ đó hiểu lịch sử của chúng ta, hiểu những tâm tư tình cảm của ông bà, của những thế hệ trước. Và từ đó là gì ạ? Là cùng phát huy những cái truyền thống xưa và cùng với những cái năng lực hiện tại của mình để làm sao đấy xây dựng chính cái bản thân của mình, gia đình của mình cũng như là xã hội của mình tốt hơn. Thế nên là trong cái văn hóa trà đạo của Việt Nam thì tôi vô cùng là thấy tâm đắc cái việc là gì ạ? Khi uống một cái tách trà thì chúng ta biết tri ân trời đất, tri ân thầy bạn và tri ân chính mình. Nhất ẩm càn khôn kính đất trời, nhị ẩm ân tình chi thầy bạn, tam ẩm nhân duyên kiếp làm người. Trà được pha đúng quy cách sẽ rất công phu, tỉ mỉ. Kỹ năng pha trà tùy theo kinh nghiệm, bí quyết mỗi người. Tùy vào chất lượng và hương vị của mỗi loại trà mà trà pha ra sẽ khác nhau. Ngày nay, trà đã trở thành thứ đồ uống phổ biến và có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Không chỉ mang giá trị về mặt tinh thần, trà còn là một đồ uống rất tốt đối với sức khỏe. Trong thời đại công nghiệp hiện nay, tục uống trà tạo ra một sự thư giãn giữa cuộc sống hối hả chạy theo tốc độ. Một sự suy ngẫm giữa công việc được lập trình một cách máy móc, một cách cân bằng rất phương Đông cho nền văn minh nghệ thuật phương Tây. Đem theo tình yêu của bản thân đối với văn hóa trà Việt, chị Sương Mai cùng với chồng mình là anh Bùi Huy Hùng đã xây dựng một thương hiệu trà riêng của mình tại quê hương Thái Nguyên, một trong số những vùng chè lớn của cả nước. Khi mà mình nghiên cứu về trà cũng như là nghiên cứu về lịch sử trà Việt thì thực sự là cái cây trà là cái nguồn dinh dưỡng rất là tuyệt vời. Cái thứ hai nữa, nó lại có cái giá trị văn hóa của Việt Nam rất là sâu sắc. Thường là chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Trà Nhật Bản hay trà Trung Quốc thì thường là nói đến là cả thế giới họ biết đến. Nhưng mà để nói đến Việt Nam cũng như là nói đến cây trà Việt Nam thì chắc là đếm trên đầu ngón tay.
Đúng ạ. Thế nên là khi mà mình được làm về trà thì cái ước muốn, mong muốn nhất đó là phát triển được cái nguồn văn hóa trà Việt. Khi mà mình bắt đầu những cái công việc như là chia sẻ, lan tỏa giá trị trà Việt, đó là thiền trà, thì cũng chỉ có Việt Nam có một cái cách thiền trà rất là tốt. Thì đó là dựa vào trà, nó là một cái phương tiện, nhưng mà nó lại giúp cho chúng ta thấy rằng là cái văn hóa trà Việt nó là một cái văn hóa mà chúng ta cần phải được ghi nhận, cần phải được phát triển. Với tiêu chí hướng tới việc đề cao giá trị dinh dưỡng trong những sản phẩm trà, ngoài những tiêu chuẩn an toàn về quy trình trồng và chăm sóc chè, công ty cũng đã hướng tới việc đa dạng hóa các sản phẩm khác từ cây chè. Tuy nhiên, đối với trà Việt Nam, việc xây dựng thương hiệu chưa bao giờ là dễ dàng. Đối với các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam hoặc là kiểu ngành chè nói riêng này thì bao giờ cũng chúng tôi cũng gặp phải một số sao. Đó là nếu đối với cái thị trường mà xuất khẩu thì chúng tôi phải chịu sự cạnh tranh rất lớn của các đơn vị từ các nước khác, từ trà của Trung Quốc, trà của Đài Loan hay trà của Sri Lanka, vì họ là những nước phát triển và họ có cái ngành nông nghiệp được thế giới thừa nhận, đón nhận rồi. Thì Việt Nam thì đang thường là bị ở một cái thị trường là yêu cầu cao nhưng mà lại bị ép giá thấp hơn so với các thị trường khác. Đối với thị trường trong nước, nếu như chúng ta cứ phát triển một cái loại chè mà ở đâu cũng làm được, hoặc là một cái sản phẩm nông nghiệp mà ở đâu cũng làm được, mà chúng ta có được sản lượng ra, sau chúng ta mong muốn bán, đưa ra thị trường, thì chúng ta thường là cạnh tranh với nhau. Sương Mai cũng đã gặp phải những cái vấn đề này, nên là chúng tôi đang tránh những cái việc là chúng ta dẫm vào vết chân của nhau bằng cách là chúng tôi cũng phải nghiên cứu để tạo ra những cái giá trị sản phẩm mới. Ví dụ từ trà, chúng tôi không đơn thuần là trà uống mà chúng tôi phải làm trà mỹ phẩm, làm thực phẩm chức năng và làm những cái sản phẩm khác để chúng ta không bị dẫm chân vào những cái sản phẩm truyền thống mà tất cả các đơn vị đang dồn dập vào làm, và có thể là dẫn đến tình trạng là cung nhiều hơn cầu và giá thành nó bị đẩy thấp xuống. Có thể thấy, không chỉ gặp rất nhiều cạnh tranh từ thị trường trong nước, các thương hiệu trà Việt còn gặp nhiều khó khăn ở thị trường quốc tế. Mặc dù là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu chè, nhưng hơn 90% sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở dạng thô. Chè Việt Nam chủ yếu xuất sang các thị trường dễ tính, rất ít sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường lớn. Ngoài những lý do như giống chè, yêu cầu từ phía các nước xuất khẩu, thì chúng ta phải xuất khẩu nguyên liệu thô, đa phần là vì chưa có một thương hiệu chè đủ mạnh trên thị trường thế giới. Còn tại thị trường trong nước, hiện nay phần lớn người tiêu dùng chỉ quan tâm đến các thương hiệu chè địa phương, theo các vùng nguyên liệu lớn như chè Thái Nguyên, chè Mộc Châu. Nhưng ngay tại những vùng chè lớn này, việc kiểm soát chất lượng chè vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đa phần các mô hình trồng chè vẫn ở quy mô hộ gia đình, manh mún, nhỏ lẻ. Đến với làng chè truyền thống Ba Trại, là một làng nghề lâu năm, cuộc sống của bà con nơi đây đã gắn liền với cây chè. Với diện tích hơn 470 ha, sản lượng chè hàng năm tại đây là hơn 5.000 tấn, chiếm 50% tổng sản lượng chè trên toàn huyện Ba Vì. Mặc dù đã được công nhận là một làng nghề chè truyền thống lâu năm, đạt các tiêu chuẩn chè an toàn Việt Gáp, nhưng có một thực tế đó là chè tại Ba Trại vẫn không có một thương hiệu chè nào có tiếng trên thị trường. Thì nói chung là chúng tôi thì là nông dân, thế mà hai nữa là làm cái mô hình Việt Gáp này là tất cả là phải nhờ từ thôn xóm, là xã, cộng đồng, là huyện, thành phố lấy sự quan tâm thì chúng tôi mới có cái thương hiệu được. Thế còn bảo chúng tôi người nông thôn này thì cũng biết làm sao, biết đi chỗ nào là có cái thương hiệu, mà chúng tôi làm nó thực tế như thế quá thấp. Nhưng chúng tôi làm ra bây giờ thì cứ khoảng độ 150 một cân thôi đấy. Thế nhưng mà cái giá mà ví dụ là có thương hiệu thì khả năng nó bán được khoảng 200-250 như đấy. Bây giờ cái chè này thì gọi nó không có thương hiệu như là cái kiểu như là mình đi bán ấy, nhưng mà có cái là mình làm chè ngon thì mình vẫn bán được giá đó, nên mình bán là bán ở chợ mình thôi đấy, là khách khiếp người ta đến mua ở chỗ mình thôi, chứ nó không có phải công ty công thức nào cả. Và giả sử như có thương hiệu mà có bản quyền thì đáng lẽ bây giờ cân chè tôi bán được như thế là 200.000,
Thế bây giờ tôi cân chè tôi chỉ bán được 150 thôi, là cũng thiệt thòi rồi. Chè sau khi thu hái vẫn được chế biến tại các hộ gia đình theo cách truyền thống và được thương lái thu mua hoặc mang ra chợ bán với giá thấp. Cùng là sản phẩm chè sạch, nhưng rõ ràng giá thành chè tại Ba Trại thấp hơn rất nhiều so với các vùng chè lớn khác, thậm chí chỉ bằng một phần nhỏ khi so sánh với các sản phẩm trà có thương hiệu trên thị trường. Cái quy trình sản xuất chè này của chúng tôi thì chúng tôi làm từ lúc bé. Thì sản phẩm này chúng tôi làm ra thì là chè sạch. Thế nhưng mà cái giá cả thu mua thì đầu ra là chưa có. Thì chúng tôi vẫn phải đem ra chợ để bán á. Thì có máy móc thì nó sẽ hỗ trợ, thì cái sao ra chè thì chất lượng nó sẽ đạt tiêu chuẩn, nó sẽ ngon hơn. Thế nhưng mà người dân chúng tôi ở đây thì nếu như mà để làm ra để là có máy móc đấy thì nó thật sự là khó khăn. Bởi vì là cái kinh phí nó quá lớn ấy. Thì đây chúng tôi vẫn cứ sao thủ công là bằng củi thôi. Ở địa phương tôi thì có hợp tác xã. Thì hợp tác xã chúng tôi thì thành lập thì cũng được 4 năm nay rồi. Hiện tại thì chúng tôi quảng bá sản phẩm trên cơ sở là triển lãm ở đi theo các hội chợ. Khi biết các hội chợ ở đâu thì chúng tôi mang những sản phẩm chè của địa phương để đi quảng bá thôi. Còn thực tế ở địa phương là chưa có chỗ để quảng bá sản phẩm. Không chỉ tại Ba Trại mà các vùng chè khác ở Hà Nội cũng gặp vấn đề tương tự. Không có thương hiệu, không có doanh nghiệp thu mua, bà con chỉ có thể bán lá chè tươi hoặc chè sau khi sấy với giá thành thấp. Đây là một sự lãng phí đối với một loại nông sản có nhiều tiềm năng giá trị như cây chè. Mình thu hái thì mình bán cho cái tư nhân sao thôi. Nhà máy bây giờ nó không có. Đấy, tư nhân người ta sao thì ngay bên cạnh nhà thôi. Thì cứ đem về đây bán. Thì nó tùy theo cái lúc mà chè đắt chè rẻ thì mình cứ vẫn phải bán. Nói chung là thế. Bây giờ hiện giờ là Covid thì rẻ. Không đắt. Cái lúc cái chè xuân ấy còn được hơn 10.000. 10-15 nghìn là bình thường, chứ còn cao nhất là 22 nghìn đến 25 nghìn. Ấy. Là cái giá cả nó thấp quá, cái giá cả theo bây giờ là nó thấp quá, bởi vì là so với ngày công lao động thì bây giờ nói thực tế là mình nếu như chẳng hạn đi hái, đi thu hoạch chè về thì nó cũng chỉ bằng một cái giá mình thu mua của người khác thôi. Đấy, bởi vì đây là chè thực tế của mình, thế nhưng thực tế mình phải thuê người hái về thì là nó chỉ bằng cái chè mình đi mua ở ngoài. Hiện nay, chúng ta đã xây dựng các thương hiệu chè theo vùng. Tuy nhiên, với các thương hiệu chung thì lại khó quản lý chất lượng đối với các nông hộ nhỏ, khó khăn cho việc phát triển chất lượng đồng bộ. Chè Hà Nội thì cũng đã xây dựng cái thương hiệu chè như là chè của Ba Vì, cái thứ hai là chè của Sóc Sơn. Tuy nhiên thì cái việc mà cần phải đầu tư hơn nữa trong cái vấn đề quảng bá tuyên truyền và đa dạng các cái chủng loại và kết nối tiêu thụ cần với những cái doanh nghiệp mà đi xuất khẩu hay cũng như là vào những cái chuỗi cung cấp có cái giá trị cao, cái vấn đề mà thu hoạch rồi cũng như là các cái máy chế biến nó cũng đang ở cái mức cũng cơ bản là cũng chưa được áp dụng công nghệ nhiều. Chính vì vậy mà cái chất lượng chè cũng chưa được trong cái sản phẩm chè của Hà Nội cũng chưa được cao hẳn. Đối với thị trường chè trong nước, đa phần người tiêu dùng cũng chỉ quan tâm đến các thương hiệu chè theo vùng như chè Thái Nguyên, chè Mộc Châu. Vì vậy, không có nhiều doanh nghiệp thực sự đầu tư một thương hiệu riêng cho mình để có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Và ngay cả những vùng chè lớn vẫn còn rất nhiều hộ dân kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ, ảnh hưởng tới cả thương hiệu chè chung của khu vực. Như vậy, làm sao để giải được bài toán thương hiệu cho ngành chè Việt? Thưa quý vị và các bạn, sản xuất chè được coi là một trong những ngành đem lại giá trị xuất khẩu cao. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta mới chỉ có ưu thế về mặt số lượng, còn về mặt chất lượng thì còn nhiều hạn chế. Và đặc biệt thiếu đi những thương hiệu mạnh có giá trị cạnh tranh cao trên thị trường. Điều này được coi là một điều đáng tiếc, bởi lẽ hiện nay chúng ta đang sở hữu vùng nguyên liệu được đánh giá là chất lượng tốt trong khu vực. Vậy làm thế nào để ngành chè có thể phát triển một cách bền vững? Thì đó cũng chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời có mặt trong chương trình, ông Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam ạ. Và câu hỏi đầu tiên xin được đặt cho khách mời, đấy chính là hiện nay khó khăn lớn nhất để ngành chè có thể phát triển một cách bền vững là như thế nào? Thì sản phẩm chè của Việt Nam trong mấy năm gần đây là có nhiều sản phẩm rất chất lượng rất là cao ở trong nước.
những cái sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu ra ngoài nước thì nó khó hơn. Bởi vì cái người, các doanh nghiệp, các hộ gia đình nông dân, hợp tác xã sản xuất chè, họ tiếp cận được với cái nhu cầu của người tiêu dùng trong nước rất là nhanh. Và họ sản xuất ra những loại chè chất lượng cao để đáp ứng ngay cái nhu cầu của họ. Nhưng khi xuất khẩu, chúng ta lại không xuất khẩu được những giá trị, những sản phẩm giá trị cao đấy. Bởi vì chúng ta xuất khẩu chủ yếu là xuất khẩu nguyên liệu. Để cho người nhập khẩu về họ chia nhỏ ra rồi họ đóng gói. Hoặc là họ chiết xuất lấy những cái thành phần hóa học có lợi cho sức khỏe bán cho người tiêu dùng của họ. Họ tự mở kênh phân phối. Do đó chúng ta không tiếp cận được với nhu cầu của người tiêu dùng. Và người thực ra đấy là những người trung gian, người buôn bán chè. Và người buôn bán chè thì họ buôn bán chè cấp cao chưa hẳn là hiệu quả cao hơn buôn bán chè loại trung bình hoặc là chè cấp thấp. Thành thử vấn đề xuất khẩu để nâng cao giá trị của sản phẩm xuất khẩu là cả một quá trình tiếp cận với thị trường của giữa người sản xuất và người tiêu dùng thông qua các cái trung gian. Lý do chính khiến cho chúng ta đang khuyết thiếu đi những thương hiệu mạnh và có giá trị cạnh tranh cao trên thị trường, đặc biệt là với những dòng chè chất lượng cao là như thế nào ạ? Các nước sản xuất chè lớn trên thế giới thì cũng chủ yếu là xuất khẩu chè dưới dạng nguyên liệu, chứ không phải là tất cả đều dưới dạng thành phẩm có giá trị gia tăng cao. Nhưng mà cái sản phẩm đó thì họ cũng là có chất lượng cao và họ đã bán được giá cao. Chẳng hạn như chè của Sri Lanka, của Kenya, của Ấn Độ họ bán có thể 3 đô một kg. Trong lúc của ta chỉ được một khoảng đô 7, đô 8, tức là chúng ta chỉ đạt được 6-70% ngang với giá trị của nó. Hiện nay các doanh nghiệp lớn không nhiều. Ở Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Doanh nghiệp lớn hầu như không đáng kể. Do những doanh nghiệp lớn thì họ lại đầu tư nhiều cái lĩnh vực khác mà đưa lại cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn là tỷ suất lợi nhuận trong ngành chè, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Thành thử là chè thì tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư không cao lắm. Nó ở trong nông nghiệp thì nó ở mức trung bình. Thành thử là các doanh nghiệp nhỏ thì không đủ tiềm lực để làm việc đó. Xây dựng một thương hiệu cho mình là phải bỏ rất nhiều công sức. Thậm chí để có thương hiệu mạnh thì chi phí xây dựng thương hiệu còn thậm chí còn cao hơn xây dựng cả một cái công ty, xây dựng cả cái cánh đồng chè và xây dựng cả nhà máy chè. Thì đòi hỏi phải vốn đầu tư rất là lớn. Trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu chè đạt 36,9 nghìn tấn, nhưng giá trị chỉ đạt 58,85 triệu đô la Mỹ. So với các nước khác trên thế giới, giá chè xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt khoảng 50-60%. Hiện nay, chế biến chè công nghiệp mới chỉ đạt khoảng 60%. Cơ cấu sản phẩm chè chưa hợp lý, chè xanh, chè ô long, chè chất lượng cao chiếm tỷ lệ rất thấp. Bên cạnh đó còn hàng nghìn cơ sở và hộ chế biến nhỏ lẻ, trình độ công nghệ lạc hậu. Sản phẩm chè hàng hóa chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô, không có thương hiệu. Các sản phẩm còn nghèo nàn về chủng loại, chất lượng và mẫu mã chưa hấp dẫn nên sức cạnh tranh thấp. Xây dựng những chuỗi liên kết từ sản xuất tới tiêu thụ, để sản xuất có thể gắn với nhu cầu của thị trường và để người nông dân có thể chuẩn hóa được quy trình sản xuất là điều vô cùng cần thiết. Làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng những mối liên kết này ạ? Theo tôi thì trước hết là mình xây dựng chuỗi liên kết trong nước để liên kết từ nông nghiệp đến chế biến đến tiêu thụ trên từng địa bàn. Khi mình liên kết được theo chuỗi giá trị trong nước rồi thì mình sẽ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tức là mình ổn định một số khách hàng nhập khẩu của mình và mình phối hợp với họ để cái sản phẩm của mình được phân phối trong thị trường của nước sở tại. Thậm chí lấy tên thương hiệu của doanh nghiệp nhập khẩu và lấy tên của doanh nghiệp xuất khẩu để đến cho người tiêu dùng. Trên cả nước chúng ta thì có một số vùng trồng chè đã có truyền thống từ lâu đời. Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển hơn nữa những thương hiệu chè truyền thống và đặc biệt là để có thể nâng cao được giá trị cạnh tranh của những sản phẩm chè ở những vùng chuyên canh này ạ? Xây dựng thương hiệu thì cũng trên cơ sở đấy là mỗi doanh nghiệp, mỗi hợp tác xã, thậm chí mỗi hộ gia đình phải tự xây dựng thương hiệu của mình bằng cách là tổ chức sản xuất. Trước hết là năng suất nó cao, chất lượng nó tốt, ứng dụng khoa học công nghệ vào để làm sao được sản phẩm an toàn. Thứ hai là anh biết tổ chức, biết xây dựng quảng cáo cái hình ảnh của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng
thì kết hợp với nhau thì những cái doanh nghiệp mà để người tiêu dùng biết đến mình, biết người tiêu dùng biết đến uy tín của mình, biết đến sự tín nhiệm của mình, thì đấy chính là thương hiệu của từng người doanh nghiệp. Rất cảm ơn ý kiến chia sẻ của khách mời. Và thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với việc xây dựng các chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất cho tới tiêu thụ, ứng dụng khoa học công nghệ cao, thì ngành chè sẽ phát triển một cách bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Bên cạnh những hạn chế và tồn tại, những năm vừa qua, ngành chè Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng liên tục về sản lượng chè xuất khẩu, cũng như mở rộng các diện tích chè an toàn tại các địa phương. Không chỉ phát triển trong sản xuất, các chuyên gia cũng cho biết, những năm qua, chúng ta đã thành công lai tạo, bảo tồn nhiều giống chè chất lượng cao, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng các sản phẩm chè. Việt Nam chúng ta là rất có lợi thế và tiềm năng. Chúng ta có một cái điều kiện tự nhiên, tức là khí hậu, đất đai nó rất là phù hợp cho cây chè phát triển. Và chúng ta có những cái vùng cao, vùng cao độ cao so với mặt biển với những cái giống chè sam rất là nổi tiếng. Đấy, và ở những cái độ cao như thế thì như vậy là chúng ta trồng những cái giống chè mà được chọn lọc tốt lên ấy, thì chất lượng chè rất là tốt. Đấy, và có thể nói rằng có nhiều vùng chè của chúng ta mà thế giới không thể có được. Đấy, thì đấy là một trong những cái lợi thế. Thì chúng tôi đã tập trung vào nghiên cứu rất là nhiều vào cái lĩnh vực và chọn tạo giống. Và hiện nay là chúng tôi đã tạo ra được khoảng độ 20 giống mà đã được công nhận. Thế và giúp cái bộ giống rất là đa dạng, vừa năng suất, vừa chất lượng, vừa có tính chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, lại vừa đáp ứng được cái đa dạng hóa của cái thị trường tiêu thụ. Song song với việc phát triển các sản phẩm chè truyền thống, các doanh nghiệp cũng dần quan tâm hơn vào việc đầu tư công nghệ mới vào trong sản xuất chè. Một doanh nghiệp tại Phú Thọ đã đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại trong sản xuất chè, không chỉ xây dựng thành công một thương hiệu có giá trị cao trong nước, mà còn từng bước đưa các sản phẩm chè hướng tới xuất khẩu. Khi mình đã xây dựng được thương hiệu rồi thì mình cũng phải giữ thương hiệu và đầu tư máy móc như thế là mà chỉ có máy móc thì mới làm ra được. Thí dụ như này, ví dụ như làm cái chè matcha chẳng hạn. Thế thì những cái máy đơn giản thì làm ra cái sản phẩm nó không tốt. Thế mà nó không đảm bảo. Cho nên là buộc phải đầu tư thì những cái máy đắt tiền, thí dụ như của Nhật, của Italia, của Đức chẳng hạn, thì những cái dây chuyền đấy nó công nghệ của nó cao. Thế thì làm ấy thì như vậy là nó ra được cái sản phẩm không những là đẹp mà đảm bảo vệ sinh an toàn. Thế rồi thì cái sản lượng của nó cũng cao. Thế thì cái đấy nó đáp ứng được nhiều thứ. Nếu như trà truyền thống yêu cầu người hái phải tuân theo quy tắc một tôm, hai lá, thì với các sản phẩm trà công nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng các máy hái chè để tối ưu hóa năng suất lao động. Việc ứng dụng máy móc và công nghệ vào trong sản xuất chè có thể được đồng bộ từ khâu thu hái cho đến chế biến sản xuất. Với các dây chuyền máy móc tự động hóa, lá chè sau khi thu hái sẽ trải qua các quá trình sấy, sàng lọc phân tách để cho ra các nguyên liệu dạng bột trà, từ đó sản xuất ra trà túi lọc, trà sữa, trà matcha. Với việc người trẻ cũng ngày càng ưa thích uống trà, ngoài các sản phẩm trà truyền thống, việc đẩy mạnh phát triển sản xuất các loại trà công nghiệp cũng là một hướng đi khác dành cho ngành chè Việt Nam trong việc xây dựng thương hiệu hướng tới xuất khẩu. Chúng ta vẫn đang có những người nông dân tiếp tục gắn bó với nghề chè truyền thống, những người đam mê với văn hóa uống trà Việt, cùng với các thương hiệu trà mới đang dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Có thể nói, với truyền thống và lịch sử của mình, chỉ cần có những hướng phát triển đúng đắn, chè Việt Nam sẽ còn có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai không xa.